Hello mọi người. Hôm nay tụi mình xin làm nghề, chủ đề là nghề sơn mài. Các sản phẩm từ sơn mài từ lâu đã được yêu thích và lựa chọn nhờ những ưu điểm nổi bật về chất liệu, khả năng chống chịu, tuổi thọ sử dụng cũng như tính thẩm mỹ. Tuy nhiên, để làm nên những sản phẩm sơn mài đạt chuẩn là công việc không hề đơn giản, đòi hỏi chúng ta phải tuân thủ những nguyên tắc nghiêm ngặt cũng như thực hiện quy trình làm sơn mài bài bản nhất. Các công đoạn làm sơn mài đều đóng vai trò quan trọng như nhau, cho nên trong quá trình thực hiện, người thợ phải chú trọng từng công đoạn và thực hiện với kỹ thuật chính xác nhất. Sơn mài xuất hiện lần đầu tiên trên thế giới cách đây hơn 4.000 năm. Nhiều cổ vật được tìm thấy tại các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Miến Điện. Ngày nay, các nhà khảo cổ học vẫn tranh cãi về nguồn gốc xuất xứ của nghệ thuật sơn mài cổ truyền. Vào thời kỳ từ năm 1600 đến 1046 trước công nguyên, người thợ thủ công Trung Quốc đã biết cách sử dụng sơn mài vào các vật dụng trong đời sống hàng ngày và sau đó đưa màu sắc vào chất liệu này, tạo tính mỹ thuật cao trong từng sản phẩm. Đến thế kỷ thứ 5, nghệ thuật sơn mài được truyền bá sang Nhật Bản. Người Nhật Bản đã tận dụng kỹ thuật này để phát triển và tạo thành một nền tảng cho kỹ thuật tác chế trên thế giới. Còn tại Việt Nam, những vết tích đầu tiên về chất liệu này được khai quật cách đây hàng trăm năm trước công nguyên. Vào thời Đinh, năm 930 đến 950, dân Việt đã biết sử dụng mũ cây sơn để chét thuyền lần lượt với các triều Đại Lê, Lý, Trần. Nhiều cổ vật pho tượng gỗ hay đất được sơn son thép vàng vẫn còn được lưu giữ. Mãi đến thời vua Lê Nhân Tông năm 1443 đến năm 1460, Trần Thượng Công mới được tôn là bậc thầy đầu tiên của ngành nghề này. Muốn tìm hiểu về sơn mài, điều đầu tiên chúng ta phải biết các bước quy trình làm ra sơn mài. Bước 1. Trong nghề làm sơn mài, người ta thường gọi công đoạn tạo dáng cho sơn mài là làm mộc. Nghệ nhân sẽ lựa chọn loại gỗ có chất lượng đảm bảo và bề mặt trơn láng, đẹp mắt nhất, sau đó phủ một lớp keo lên trên. Bước 2. Mộc tiếp tục được phủ một hỗn hợp sơn dày được làm từ các thành phần như sơn mài tự nhiên, mùn cưa, đất núi mịn, đất phù sa, rồi được phủ lên bằng một lớp cotton mỏng giúp tăng độ cứng chắc của sản phẩm. Bước 3. Phủ lớp sơn sống lên toàn bộ bề mặt và phủ thêm một lớp hỗn hợp bên ngoài sau khi hom đã khô. Bước 4. Dán vàng hoặc bạc lên bề mặt của sản phẩm. Bước 5. Phủ màu trên bề mặt sản phẩm. Bước 6. Mài màu để tạo độ bóng loáng như gương cho sản phẩm. Bước 7. Vẽ tay hoặc chạm khắc. Bước 8. Phủ bóng hoặc phủ mờ. Bước 9. Mài quang. Bước 10. Đánh bóng. Bước 11. Kiểm tra lại chất lượng. Chú cho con hỏi là làm mấy cái này là có mấy công đoạn, làm muốn ra sản phẩm này á là mình phải cần có mấy cái công đoạn. Ra sản phẩm này là từ hôm, rồi lên lót, rồi mày lót xong mới còn ở bóng lên. Rồi có đắp bẹn hay mấy thì đắp... cái đó là tùy theo mình làm thôi, thích gì là làm đấy, chị mẫu vậy. Làm cái gì. Mài lót là mình làm cái này xong rồi mình mới xuống dưới mình cho phun đúng không chú, hay là mình phải chảy qua mấy cái nào nữa? Mài xong xuống dưới phun lần. Phun một lần nữa rồi mình phơi ở giống nữa. Phơi rồi. Người ta đi lấy nó đi.
Tự tự để đó. Là đắp này có nhiều màu ha, bây giờ gì nè. Cái này là cái màu tốt của nó nè, là con xịt lên. Con muốn màu đỏ, màu xanh, màu tím, màu gì con xịt lên. Rồi mấy bình này đắp là dùng để làm gì, mình trưng cho đẹp thôi là trưng hoa hoa cái gì. À rồi còn mấy cái như là hình vẽ ha, đi phát gì là mình bên mình có làm không Nguyễn Ngọc hay là đầy đủ hết. À, công đoạn nào làm kỹ hơn tất cả là phải giống y nhau, không có nào làm kỹ nhất. À ví dụ như bây giờ một cái sản phẩm là sản phẩm mà để lên tới tay của khách hàng đúng không, dạ thì nó tới là 11 lần mình làm thì mình thậm chí cái gì mình sẽ mới vô và mình test sơ tay một trong những kỹ thuật người thợ thủ công Nhật Bản tìm ra là kỹ thuật makia, dán vàng hoặc bạc lên sơn mài. Kỹ thuật này đã làm nghệ thuật sơn mài phát triển lên một tầm cao mới, từ việc chỉ dùng làm những vật dụng dân gian đến việc tạo ra những sản phẩm sơn mài sang trọng được dùng trong những cung điện, lăng tẩm, đền chùa hay những gia đình quyền quý. Được sau chuyến tham quan vừa rồi. Cảm ơn mọi người đã đón xem chuyến tham quan của tụi mình và hẹn gặp lại sau.